bốn câu sau cùng: ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ, chỉnh tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn. Bốn câu này, hai câu phía trước là thái độ chúng ta giúp đỡ chúng sanh. Chúng ta phải dùng thái độ như thế nào đối nhân xử thế tiếp vật? Phải đem tất cả chúng sanh xem thành chính mình. Người xưa Trung Quốc thường nói: mình không muốn thì đừng làm cho người. Ý nghĩa rất gần với chỗ này. Thế nhưng trong kinh Phật nói được sâu hơn: nhất định phải đem lợi ích của người khác xem thành như là lợi ích của chính mình. Người khác bị hại chính là chính mình bị hại. Đó mới là một người chân thật giác ngộ. Người chân thật thấu hiểu, vì sao vậy? Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là cái tâm trạng này. Chư Phật Bồ Tát đều là người minh tâm kiến tánh. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát từ sơ trụ trở lên đi gọi là viên giáo. Biệt giáo là sơ địa, đó là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cái gì gọi là pháp thân? Ư chư chúng sanh thị nhược tự kỷ chính là pháp thân. Tất cả chúng sanh cùng chính mình là đồng một tự tánh. Chỗ này nhà Phật gọi là chân như bổn tánh, cùng đồng một tự tánh. Chúng sanh không chỉ là chúng sanh hữu tình, trong đây cũng bao gồm chúng sanh vô tình ở trong đó. Ở chỗ này không hề nói ư nhất thiết hữu tình chúng sanh thị nhược tự kỷ. Giới hạn của đó thì rất rõ ràng. Trong đây không hề có cách nói như vậy, chỉ là ư chư chúng sanh. Chúng sanh, ý nghĩa của hai chữ này, chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng thì gọi là chúng sanh. Sanh thì tất cả động vật là do chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Thực vật cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Khoáng vật vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thậm chí đến tất cả hiện tượng tự nhiên đều là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chỉ cần là có hình tướng đều là chúng sanh. Chúng sanh, cái ý này thì quá rộng, quá lớn. Tận hư không khắp pháp giới là một chính mình, một chút cũng không sai. Đúng như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình duy tâm sở hiện. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là chính mình duy thức sở biến. Thức là cái gì? Là phân biệt. Từ trong phân biệt biến hiện ra trùng trùng pháp giới khác nhau. Cho nên lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp giới khác nhau thì không còn. Không còn mới gọi là pháp giới nhất chân. Do đây có thể biết, người trong pháp giới nhất chân cùng người trong mười pháp giới chúng ta, chỗ không như nhau là trong mười pháp giới
đều vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Người trong pháp giới nhất chân thì không có. Do đây có thể biết, nếu như chúng ta cũng có thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, pháp giới nhất chân bạn liền lập tức chứng được. Thế nhưng pháp giới nhất chân cùng mười pháp giới không rời nhau, đồng thời tồn tại, đồng chỗ tồn tại. Việc này là không thể nghĩ bàn. Đồng thời đồng chỗ, cho nên chư Phật cùng những pháp thân đại sĩ này, Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ thì có năng lực tùy loại hiện thân, tùy cơ nói pháp. Họ có năng lực, họ liền có năng lực thiên bá ức hóa thân. Viên Giáo Sơ Trụ liền có cái năng lực này, thị hiện ở trong mười pháp giới, thị hiện ở trong sáu cõi, cùng tất cả chúng sanh hòa quan hồng trần. Ở trong đây hưng đại bi mẫn hữu tình, làm những việc này để giúp đỡ chúng ta. Khi họ thị hiện giống y như chúng ta, cũng có phân biệt, cũng có chấp trước. Như vậy có phải là họ bị đọa lạc? Không có. Chúng ta ở pháp giới người, mười pháp giới chúng ta hiện tại ở pháp giới người, họ ở pháp giới nhất chân. Chúng ta tuy là cùng đồng ngồi một bàn ăn cơm, cũng đồng tay nắm tay, họ ở pháp giới nhất chân, ta thì ở pháp giới người, không như nhau. Cái ý nghĩa này nếu các vị không thể hội được, bạn liền nghĩ đến trong đàn kinh Lục Tổ đã từng hỏi Vĩnh Gia, ông có phân biệt không? Phân biệt là phàm phu. Ông trả lời rất hay: phân biệt diệt phi ý. Lục Tổ nghe rồi gật đầu nói: không sai, ông như vậy, ta cũng như vậy. Lục Tổ nói với ông, đó chính là nói rõ Lục Tổ cùng Vĩnh Gia ở trong pháp giới nhất chân. Khi giáo hóa chúng sanh cùng ở chung với mọi người là ở sáu cõi, còn họ thì ở pháp giới nhất chân. Cho nên giảng kinh nói pháp cho bạn nghe cũng có phân biệt, cũng có chấp trước. Thế nhưng họ thật không phải phân biệt. Chúng ta cho rằng là họ phân biệt, là họ chấp trước, họ không phải vậy. Họ là trí. Bởi vì chúng ta dùng 8 thức, 51 tâm sở, họ thì dùng 4 trí. Người ta đã chuyển A Lại Gia thức thành đại viên cảnh trí, chuyển Mạt Na thành bình đẳng tánh trí, chuyển Đệ Lục Ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển Tiền Ngũ thức thành thành sở tác trí. Họ chuyển lại được. Họ ở ngay trong cuộc sống thường ngày dùng 4 trí bồ đề. Chúng ta dùng 8 thức, 51 tâm sở. Cho nên ở trên hình thức xem thì không có gì khác, hoàn toàn như nhau. Trong cốt tủy hoàn toàn khác nhau. Tâm của chúng ta là nhiễm ô, tâm của họ là thanh tịnh, không như nhau. Chúng ta phân biệt chấp trước là ô nhiễm, họ phân biệt chấp trước là thanh tịnh. Họ không phải chính mình phân biệt chấp trước. Chúng ta thường nói tùy chúng sanh phân biệt mà phân biệt, tùy chúng sanh chấp trước mà chấp trước. Chính mình đích thực không có phân biệt chấp trước. Đây chính là nói rõ
10 pháp giới đồng thời tồn tại, nhất chân cùng 10 pháp giới không hề cách xa, không có trước sau. Đó là chân tướng sự thật. Chính bởi vì cái sự thật này, độ người chính là tự độ, tự độ chính là độ người. Tự độ độ tha là một sự việc, không phải là hai việc. Đây cũng là vào pháp môn không hai mà trong Pháp Đại Thừa thường nói. Chúng ta xem thấy là hai, người ta thì không hai. Không hai cho nên mới phân biệt cũng không phải là ý. Cái đạo lý này chúng ta phải rất tỉ mỉ mà thể hội. Vì sao vậy? Không phải cảnh giới của chính mình. Tại vì sao không phải cảnh giới của chính mình? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình không hề lìa khỏi. Chỉ cần có phân biệt chấp trước, vậy thì không phải cảnh giới của chúng ta. Cho nên phải thường quan sát như vậy. Chúng ta bắt tay vào từ ngay chỗ này, từ chỗ này mà vào cửa. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, tối sơ phương tiện. Đây chính là chỗ vào cửa ban đầu. Chúng ta nhất định phải xem lợi hại của người khác chính là lợi hại của chính mình. Phải bắt tay vào từ chỗ này. Người khác có khó khăn chính là chính mình có khó khăn. Người khác có phước thì là chính mình có phước. Cho nên một câu ư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ này, chúng ta phải nên học tập từ ngay chỗ này. Quả nhiên nếu như thể hội rồi, lợi ích vô lượng vô biên, chân thật là nói ra không cùng tận. Chứng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn. Hai câu này là nói đại nguyện đã phát ra ngay trong nhân địa của chúng ta đã xứng hiện. Chúng ta có sứ mạng, có trách nhiệm. Tại vì sao nói bạn có trách nhiệm, có sứ mạng để hóa độ chúng sanh? Bởi vì ở nơi nhân địa bạn đã từng phát nguyện. Bạn xem, hiện tại đồng tu niệm Phật chúng ta, có người nào mà không ở trước mặt của Phật xướng lên tứ hoằng thệ nguyện? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn ở trước mặt Phật xướng lên câu này, cho dù bạn có tâm hay không có tâm, bạn ở trước mặt Phật Bồ Tát biểu thị ta đã phát ra cái nguyện này. Phát ra cái nguyện này phải xứng hiện. Cho nên giúp đỡ tất cả chúng sanh, bạn liền có trách nhiệm, bạn liền có sứ mạng, có nghĩa vụ, bạn phải nên làm. Chứng tế phù hà, bạn phải đem cái gánh độ chúng sanh này, gánh vác cái trách nhiệm này. Sau cùng đó là mục tiêu, không phải độ một người hai người là phổ độ. Bởi vì khi bạn phát nguyện, bạn nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn phát ra là cái nguyện này. Bạn không có phát nguyện chúng sanh Singapore thệ nguyện độ, vậy thì phạm vi của bạn rất nhỏ, thì không lớn. Bạn không có giới định phạm vi, đó chính là chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, bạn độ sẽ nhiều hơn. Cái nguyện này không phải tùy tiện mà phát ra. Phát rồi thì phải nỗ lực mà làm. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Bạn không đoạn thì bạn trái giới thệ nguyện của bạn. Cho nên nhất định phải đem nó làm cho được. Làm chưa được cũng phải chăm chỉ nỗ lực mà làm.
Lời nói này nói đến chỗ này, có lẽ các vị đồng tu cũng thường nghe nói qua, trong nhà Phật có câu Phật không độ người vô duyên. Câu nói này cùng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ có trái ngược không? Có mâu thuẫn không? Chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy. Không có mâu thuẫn. Quyết không thể nói chúng sanh không có duyên thì Phật không độ họ. Không hề có đạo lý này. Chúng sanh không có duyên thì độ sao? Không phải không độ. Không duyên thì như thế nào? Thì hiện tại kết duyên với họ. Bằng không kết duyên thì không được. Không có duyên thì kết duyên trước, có duyên thì độ trước. Cho nên không hề có xung đột. Những người nào có duyên, loại chúng sanh này tiếp xúc Phật Pháp liền sanh tâm hoan hỷ, đó chính là có duyên. Bạn nói với họ, họ có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận, có thể lý giải, là chúng sanh có duyên độ trước. Đối với pháp môn Tịnh Độ, họ có thể tin, có thể hiểu, chịu đến niệm Phật đường để niệm Phật. Đó chính là duyên đã chín mùi. Chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Vì sao vậy? Họ ngay trong một đời này liền có thể đi làm Phật. Cái thân thể hiện tiền này trong Phật Pháp gọi là cái thân sau cùng. Vô lượng kiếp đến đây, ở trong sáu cõi sanh tử luân hồi, hôm nay đã đến đoạn cuối. Cái thân này là thân sau cùng. Vì sao không còn nữa? Gọi là thân sau cùng. Lần sau đến cái thế gian này, đó chính là Phật Bồ Tát tái sanh, thừa nguyện tái lai. Người thừa nguyện tái sanh là sanh tử tự tại, chính là phân biệt cũng chẳng phải là ý, không phải người phàm. Việc này chúng ta nhất định phải nên biết. Cho nên giúp đỡ chúng sanh, duyên chưa chín mùi thì kết duyên với họ, duyên đã chín mùi rồi thì mau giúp họ đi làm Phật. Thực tế mà nói, tất nhiên người duyên chín mùi thì số ít, người chưa chín mùi thì nhiều. Tôi nghĩ sự việc này mỗi một vị đồng tu các vị đều thấy được rất rõ ràng. Bạn thấy Singapore tín đồ Phật giáo bao nhiêu? Tuyệt đối không phải chỉ có mấy người trong giảng đường của chúng ta. Quyết định không phải vậy. Những người đó cũng học Phật, cũng niệm A-di-đà Phật, có miệng không có tâm, vẫn không muốn giảng sanh. Cái thế giới này vẫn rất tốt, vẫn đáng được lưu luyến. Các pháp môn khác cũng không tệ. Học giới luật, học tham thiền, học mật chú, học giáo rất nhiều thứ. Đó là gì vậy? Nửa chín, nửa không chín. Chúng ta cũng phải dùng phương tiện khéo léo giúp đỡ họ, xúc tiến họ thành Phật. Vậy thì phải giảng kinh nghiên giáo,
làm cho họ có thể thâm nhập dần dần từng bước thấu hiểu giác ngộ. Ngày trước có một năm tôi ở miền Nam Đài Loan giảng kinh, gặp được một ông cụ hơn 80 tuổi. Đó là bậc lão tiền bối học Phật của chúng ta. Chúng ta tuy là xuất gia, kỳ thật ông học Phật lâu hơn so với chúng ta. Cả đời học được mấy mươi năm, cũng tham thiền, cũng học giáo, cũng học mật, mọi thứ đều thông đạt. Tôi giảng kinh ở miền Nam, ông cũng đến nghe. Chúng tôi cũng quen biết nhau rất lâu. Ông đến nói với tôi: "Pháp sư, hiện tại tôi đã già rồi. Những thứ đã học được từ trước, nghĩ lại đều không thể dùng được." Tôi hỏi: "Vậy ông phải làm sao?" "Hiện tại tôi trung thực niệm Phật rồi. Một ngày tôi niệm 30.000 danh hiệu Phật." Tôi nói: "Rất tốt, ông xem như đã quay đầu. Hơn 80 tuổi mới quay đầu." "Được, chỉ cần quay đầu thì có thể được độ." Tuổi tác ông lớn, mỗi ngày kinh hành niệm Phật là việc rất tốt. Ông ở dưới quê, dưới quê thì thường hay ra ngoài đường đi bộ. Ông nói: "Tôi niệm một câu Phật hiệu, đi một bước." Mỗi ngày niệm 30.000 danh hiệu Phật thì đi 30.000 bước. Thân thể rất khỏe mạnh, hơn 80 tuổi xem ra rất cường tráng. Đi bộ là vận động rất tốt, đặc biệt là đối với người già. Cho nên niệm Phật đường lấy nhiễu Phật làm chủ, đạo lý chính ngay chỗ này. Bát chu tam bụi, đó chính là nhiễu Phật, gọi là Phật lập tam bụi. Họ không ngồi, họ cũng không nằm xuống. Hiện tại niệm Phật đường của chúng ta không cần phải nghiêm khắc như vậy. Nếu như nghiêm khắc như vậy, mọi người sẽ e ngại, không dám đến niệm Phật. Cho nên chúng ta phải mở rộng một chút, để mọi người niệm được thư thái, niệm được rất an vui, ưa thích đến nơi đây niệm Phật. Đó là bước thứ nhất. Cho nên vậy sao? Nếu như chúng ta có năng lực này, niệm Phật đường chúng ta phải có thêm vài người, đẳng cấp không như nhau. Hướng lên trên đi thì nghiêm khắc hơn, người sơ học thì phải mở rộng, để cho họ cảm thấy ưa thích. Sau đó dần dần đem cảnh giới của chính mình hướng lên trên cao hơn, công phu cũng hướng lên cao. Thế nên luôn có một đại nguyện giai độ bỉ ngạn. Nếu người không có duyên, chúng ta trồng hạt giống Phật cho họ, như hiện tại chúng ta làm rất nhiều biểu tượng ở trên áo, in lên chữ A-di-đà Phật. Chúng ta mặc trên người, người đi ra đường, rất nhiều người xem thấy A-di-đà Phật thì gieo giống Phật cho họ rồi. Những người này vẫn chưa có giống Phật thì gieo giống Phật cho họ. Đó là tiếp dẫn bước thứ nhất, để cho họ có cơ hội nghe được Phật hiệu, xem thấy danh hiệu Phật, nhìn thấy hình tượng Phật. Đó là bước thứ nhất. Trong A Lại Giải Thức của họ đã có chủng tử, đó chính là giai độ bỉ ngạn. Cách làm hiện tại của chúng ta thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. A Di Đà Phật.